thử nói tới tháng với người yêu và cái kết. Tại sao? Không nhớ hôm nay ngày gì hả? 8 tháng 3, 14 tháng 3, kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Anh tặng quà hết rồi gì? Hôm nay là tới tháng rồi đó. Tới tháng. Hả? Hả? Tới tháng hả? Bình tĩnh. Hít thở nhẹ nhàng, hít chưa? Chị nói chuyện mà gì ta, nước ấm, cà phê, để sợ sợ. Em tự thở chi vậy? Hít chưa? Đợi nóng, đi tự nhiên liền. Ủa anh mua gì vậy? Tháng nào tôi dẫn mua. Bánh này, mấy chùm ấm này, sữa này, còn những thiết bí mật của anh nữa. Anh vệ sinh của Dr. Care. Muốn xưa vậy? Lần này mới hai lần phải dùng vừa ẩm nhẹ, thấm hút tốt. Anh nghe nói là dùng như không dùng gì á. Em cảm ơn. Tất nhiên rồi. Đi dùng loại này không mê mới lạ. Nhưng mà em tới tháng đâu? Lúc nãy em bảo em tới tháng mà. Em là tới tháng luôn rồi đó. Tới tháng luôn rồi đó. Dạ đây. Đừng quên. Dạ luôn. Có ít của em vậy? Mày nhớ lấy không? Lấy.